Đây là bản tin dự báo thời tiết cùng với đài trình IBC TV trong ngày thứ hai đầu tuần hôm nay. Chúng ta bước sang ngày 17 tháng 7 năm 2023, nhằm ngày 30 tháng 5 năm Quý Mão. Bắt đầu Minh Đăng xin kính gửi lời chào trân trọng nhất. Kính thưa quý vị, khu vực đi đô Sài Gòn trong ngày thứ hai đầu tuần với trời có nắng và gây kết hợp vào sáng ngày hôm nay. Khuya ngày hôm nay đôi lúc trời có mây, thời tiết vẫn còn nóng với nhiệt độ tiếp tục tăng cao. Nhiệt độ cao nhất cho ngày hôm nay đạt ở mức vào khoảng 85 độ cho ban ngày, 66 độ cho ban đêm. Bình minh sẽ bắt đầu vào lúc 5 giờ 53 phút, hoàng hôn vào lúc 8 giờ 02 phút chiều tối. Độ ẩm vào khoảng 59% vào ban ngày, tăng lên đến 77% cho buổi tối ngày hôm nay. Sức gió với cường độ 10 dặm 1 giờ di chuyển từ hướng Nam Tây Nam vào ban ngày, di chuyển cùng hướng Nam Tây Nam cho buổi tối ngày hôm nay 8 dặm 1 giờ. Và chỉ số UV-Index vẫn giữ ở mức rất cao trên 10 trên 10. Điểm qua thời tiết cho ngày mai ngày thứ ba tại khu vực này, trời bắt đầu với nắng và mây đang xen. Đêm ngày mai đôi lúc trời có mây. Nhiệt độ vẫn còn khá cao với nhiệt độ cao nhất tăng lên đến 83 độ cho ban ngày, 65 độ cho ban đêm. Sức gió đi qua khu vực này trong ngày mai di chuyển từ hướng Nam Tây Nam với cường độ từ 8 đến 10 dặm 1 giờ. Và mặt trời ngày mai sẽ ló dạng vào lúc 5 giờ 54 phút. Sau đây sẽ là thời tiết ngày đầu tuần ở các khu vực khác trải dài trên khắp lãnh thổ Hoa Kỳ cùng với đài trình IBC TV. Mình Đăng kính chúc cho quý vị có một tuần mới và một ngày mới khởi đầu thật nhiều thành công và vô lượng an lạc.